Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đạo khẩn trương nạn găm hàng xăng dầu. Trước tình hình mặt hàng xăng dầu có diễn biến phức tạp, một số cây xăng tại khu vực phía Nam có biểu hiện găm hàng không bán, gây dư luận không tốt. Sáng sớm ngày 29 tháng 8, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường 63 tỉnh, thành phố, đặc biệt là các cục quản lý thị trường khu vực miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng này. Cụ thể, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu các cục quản lý thị trường ngay lập tức chỉ đạo các đội quản lý thị trường giám sát 24/24, đặc biệt trong đợt cao điểm nghỉ lễ ngày 2 tháng 9, làm việc với các cây xăng cụ thể để không xảy ra tình trạng thiếu hàng và đóng cửa. Về xử lý tình huống hết hàng, đóng cửa, Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đạo các cục đội quản lý thị trường ban hành quyết định kiểm tra hoặc giám sát các cửa hàng này làm rõ lý do. Nếu vì lý do các thương nhân cung ứng xăng dầu không cung ứng đủ hàng thì làm việc tiếp với các thương nhân cung ứng này. Nếu ngoài tỉnh thì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường nơi có trụ sở của thương nhân cung ứng xăng dầu làm việc để làm rõ nguyên nhân. Nếu các thương nhân cung ứng xăng dầu có vi phạm phải được xử lý nghiêm, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương để xử lý. Tại các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nếu hết hàng, khi kiểm tra, giám sát phải đo bồn và đối chiếu hóa đơn mua bán hàng để xác định lượng hàng tồn kho. Nếu hết hàng do chủ quan của doanh nghiệp và các vi phạm khác phải xử lý nghiêm. Đảm bảo phải kiểm tra tất cả các vụ việc mà cửa hàng bán lẻ thiếu hàng, hết hàng, đóng cửa. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu đội quản lý thị trường địa bàn phải có trách nhiệm phát hiện sớm, phải biết cửa hàng nào đóng cửa trước khi người dân hay báo chí phản ánh. Tổng cục sẽ xử nghiêm nếu buông lỏng quản lý địa bàn.